Nghẹn lòng trước điều tiếc nuối nhất của nghệ sĩ Chí Tài trước khi qua đời, tôi và vợ quyết định không có con. Chiều ngày 9 tháng 12, quản lý cũ của đồng nghiệp bạn bè xác nhận nam danh hài Chí Tài đã qua đời vào sáng hôm nay. Nam nghệ sĩ hưởng thọ 62 tuổi, nguyên nhân được cho biết là đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ đã khiến cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Đáng chú ý, ngay khi những dòng chia sẻ trước khi qua đời của nghệ sĩ Chí Tài, công chúng càng thêm xót xa và đau lòng hơn cả. Nhiều khán giả không khỏi nhớ lại những câu nói của nghệ sĩ khi còn sinh thời, trong đó đau lòng hơn cả là điều khiến cho cố nghệ sĩ tiếc nuối nhất khi chia sẻ với phóng viên. Cụ thể, khi được hỏi điều khiến cho nam nghệ sĩ hối tiếc về cuộc hôn nhân, Chí Tài bộc bạch tôi và vợ quyết định không có con. Và lần ngồi cà phê khi bạn bè hỏi dự định về tuổi già, tôi có chút buồn. Tôi không có con vì đó là chọn lựa của hai vợ chồng tôi. Tôi chỉ tiếc là không có ai nối nghiệp mình. Ngày trước tôi và Phương Loan chưa thích có con vì lo không có đủ điều kiện vật chất cho chúng, không muốn con cái sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn vì công việc của chúng tôi chưa vững. Tôi chờ đủ kinh tế rồi mới tính. Sau đó tôi làm nghề và dính chặt với nó, quên luôn việc có em bé. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì quá già rồi, có lẽ tôi lỡ duyên với đường con cái. Ngay khi dòng chia sẻ này được lan truyền trên mạng xã hội, công chúng đều bày tỏ sự xót xa và đau lòng. Tới lúc mất, chú vẫn cô độc một mình không vợ con bên cạnh, phát khóc trước tình yêu của Chí Tài đối với vợ đẹp dù bao năm không có con. Là diễn viên kỳ cựu của sân khấu hài và còn là một nhạc sĩ nhạc công đa tài, Chí Tài được rất nhiều người mến mộ, không chỉ qua những vai diễn, những tác phẩm mà tính cách hay câu chuyện trong đời sống của anh cũng làm người hâm mộ. Khi biết tin nam nghệ sĩ đã mãi mãi ra đi, nhiều người nghẹn ngào xem lại những chương trình truyền hình mà anh tham gia, trong đó xúc động nhất là show truyền hình mà bà xã Chí Tài bất ngờ xuất hiện, hay những chương trình mà Chí Tài nói với vợ với đầy tình yêu thương lúc ngồi ghế nóng. Ca sĩ hải ngoại Phương Loan là người vợ hiền đứng đằng sau những thành công của danh hài, hỗ trợ anh đắc lực trên con đường nghệ thuật. Cả hai kết hôn vào năm 1987. Theo chia sẻ của Chí Tài, nam nghệ sĩ và vợ quen nhau khi anh mới 23 tuổi. Nếu tính thời gian quen yêu và cưới, vợ chồng danh hài đã có hơn 40 năm gắn bó. Clip được ghi trong chương trình Ca sĩ bí ẩn, khi ca sĩ ở vị trí thứ 7 cất tiếng hát trong ca khúc Đêm đô thị, vừa nghe Chí Tài bỗng giật mình và nhìn chăm chăm lên sân khấu, anh kinh ngạc nhận ra đó chính là giọng hát của người vợ yêu, Phương Loan, nên vội chạy lên sân khấu trong sự cổ vũ của đồng nghiệp Việt Hương. Chính Phương Hương âm thầm chuẩn bị món quà này khi Phương Loan về Việt Nam chơi và theo chồng đến trường quay. Nữ danh hài đã thuyết phục chỉ xuất hiện để Chí Tài bất ngờ. Thấy Chí Tài lóng ngóng, Việt Hương và Quyền Linh yêu cầu vợ chồng hôn nhau, nhưng nam danh hài ngượng ngùng nên đặt một nụ hôn lên má bà xã. Dù sống ở hai phương trời, người ở Việt Nam, người Mỹ trong nhiều năm qua, nhưng Chí Tài và vợ vẫn giữ lửa hạnh phúc rất bền chặt. Cứ mỗi lần xuất hiện trong các hậu trường, không khó bắt gặp được những khoảnh khắc họ ân cần chăm sóc, yêu thương nhau. Một lần trong chương trình Ẩn số hoàn hảo, Chí Tài bất ngờ bồi hồi nhớ về chuyện tình cảm với bà xã và chia sẻ với khán giả tại trường quay. Nam danh hài kể rằng anh và Phương Loan yêu nhau từ năm 1979, nhưng được một năm thì nữ ca sĩ đi định cư ở Mỹ, vì thế cả hai quyết định chia tay. Chí Tài vì quá buồn nên đã viết ca khúc Anh không thể quên vào năm 1980 để ghi nhớ mối tình ngắn ngủi. Sau đó cả hai quay lại rồi kết hôn. Trên sóng truyền hình, Chí Tài nhắn gửi đến vợ: đây là một đoạn ghi, những chuyện có thật, chịu khó nghe nhé bé heo ơi, giọng anh đang không tốt. Đoạn hát ngắn của Chí Tài khiến cho Minh Tiết có mặt ở đó xúc động bật khóc. Nữ ca sĩ cho hay mình quen biết vợ chồng đàn anh từ rất lâu. Theo cô, dù hai người đã kết hôn hơn 30 năm, nhưng Chí Tài vẫn gọi vợ là bé heo, đầy trìu mến. Mấy chục năm bên nhau vẫn chưa có con. Anh từng nói không phải hai vợ chồng tôi không thích con nít, mà tại chúng tôi không muốn thôi. Từng nhìn anh chị mình sinh con, chúng khóc tối ngày. Họ đi đâu cũng có con, nên Chí Tài tự nhủ sao phải đưa mình vào hoàn cảnh đó và chờ kinh tế đủ mới tính. Đến lúc cuộc sống ổn định thì anh quá tham nghệ thuật, quên cả chuyện sinh con. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì mới thấy mình đã già. Anh lại sợ không khỏe mạnh, sinh con dễ tàn tật. Nam danh hài đã cho biết, vợ tôi thì tính hay nhõng nhẽo, tôi sợ có con rồi lại không chịu được bà ấy. Dù không có con nhưng tôi rất thương con nít, con của các bạn hay cháu, tôi thương chứ. Dẫu vậy, danh hài hải ngoại cũng chia sẻ dù cuộc sống với dòng hạnh phúc, nhưng đôi lúc vẫn thấy buồn khi tuổi già ập đến mà không có một con nào. Chúng tôi sống vui vẻ, không suy nghĩ đến tương lai. Đến tuổi già không có con sẽ buồn như thế nào, lúc đó không nghĩ, giờ nghĩ thì trễ rồi, nam danh hài từng cho biết. Nói về chuyện vợ có giúp mình quản lý tài chính, nam danh hài từng bật cười: vợ tôi hả, cô ấy đâu giúp gì đâu, vì làm bao nhiêu tiền tôi đưa vợ hết mà. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng lỡ có ngày nào đó cô ấy chia tay mình,
rồi lấy hết tiền vì tôi làm ra tiền mà kiếm lại được. Phương Long từng nói bắt ảnh ở nhà, ảnh thương mình thì ảnh chấp nhận, nhưng ảnh không vui, thành ra cũng đâu hạnh phúc gì. Tại để vậy mình ở xa nhau, vài tháng gặp nhau như vợ chồng son, rồi mỗi ngày cả hai đều gọi cho nhau để hỏi han. Sáng anh dậy là anh gọi phone liền. Bên này trời sáng thì bên kia tôi mới đi làm về. Ảnh làm gì, đi ăn với ai đều kể cho tôi nghe. Tôi nói là anh đi đâu anh cứ nói chứ đừng giấu, em biết được em rất buồn. Tôi biết ảnh giao thiệp rất rộng rãi, quen diễn viên người mẫu tùm lum, không sao miễn là anh cứ nói. Có gì thắc mắc là tôi hỏi ngay. Dù không có con, nhưng 3 năm qua nữ ca sĩ vẫn hài lòng với cuộc sống bên ông xã. Vậy mà hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc. Nhiều cặp có con mà vẫn không giữ được nhau. Giờ đây khi người bạn đời thân yêu mất đi, Phương Long chưa thể ở bên cạnh. Được biết cô đang chuẩn bị giấy tờ, thủ tục để về nước. Nhiều đồng nghiệp đang hết lòng lo lắng, hậu sự cho nam nghệ sĩ.